Hello, con xin mến chào quý khán thính giả yêu thương. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Út Khờ Vlog của con. Một lời chào, một lời chúc sức khỏe bằng cái tình cảm yêu thương nhất. Quý vị ơi, hôm nay đủ cái duyên lành. Ngày trước con đến ngôi nhà của cụ bà này, chắc có lẽ quý vị cũng biết. Bà sống bằng đan nón lá đó quý vị khán giả. Nhưng bởi vì sức yếu tuổi già thì bữa nào khỏe thì bà đang được cái nón thì bà bán, thì không khỏe thì bà không có làm được. Làm cả ngày thì chỉ có một cái nón hay hai cái nón mà thôi quý vị ơi. Sức yếu tuổi già trong cái mùa dịch bệnh này thì đủ cái duyên lành. Con lại có món quà yêu thương của chị Hồng và chị Khanh ở bên nước Úc trao cái duyên lành giúp đỡ cho bà. Có một cái số tiền đó chính là 1 triệu, giúp cho bà có tiền để bà xây sở, mua gạo ăn trong cái mùa dịch bệnh này. Rất là ấm áp tình yêu thương. Dù hai chị ở nơi rất xa, nhưng mùa dịch bệnh hai chị vẫn gửi cái món quà, cái tình cảm này về dưới quê nhà rất là ấm áp. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho gia đình của chị Hồng. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho gia đình của chị Khanh. Sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh những công đức lành ngày hôm nay hai chị đã tặng cho hoàn cảnh gia đình của cụ bà. Xin Đức Phật A Di Đà gia hộ cho gia đình của hai chị nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, để chị Hồng và chị Khanh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này còn vất vả. Xin mời quý khán thính giả yêu thương cùng với em Út đến với hoàn cảnh lại gia đình, trao tặng món quà 1 triệu cho cụ bà nha tất cả mọi người. Chúc mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Tên tôi là Trịnh Thị Chánh, năm nay 83 tuổi. Giờ già rồi không có làm gì được ăn hết đó. Giờ là hai cô giúp đỡ cho tôi 1 triệu. Tôi mình cũng cảm ơn hai cô. Không có mua rau, mua gạo rồi sống cho qua ngày. Giờ ba bệnh dịch này thì giờ không có làm gì được hết đó, trời trơn. Thôi cũng mình chúc cho hai cô được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn hai cô nhiều lắm. Hoàn cảnh của cô tôi rất là khổ, giờ già rồi không có làm gì được hết đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Hồng, cô Khanh ở bên Úc giúp cho tôi 1 triệu. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Tôi mua thuốc tôi uống, thảo tôi ăn, giúp gia đình hai cô được dồi dào sức khỏe. Cô A Di Đà Phật. Cô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị khán giả ơi, quý vị biết không, khi mà em Út đến với hoàn cảnh của bà cho tặng cái số tiền 1 triệu á quý vị, bà rất là vui. Khi mà đến thì bà vui dữ lắm quý vị, nhận được cái số tiền 1 triệu của chị Hồng và chị Khanh ở bên nước Úc, dù ở nơi rất xa mà mang cái món quà 1 triệu này để trao tặng cho bà quý vị. Thương lắm, hạnh phúc lắm quý vị. Lúc còn trẻ thì bà cũng đi học làm nón, làm chiếc nón lá quý vị. Những ai mà đòi được cái chiếc nón lá quý vị không phải là làm được nhanh đâu quý vị ơi. Một cái chiếc nón lá mà mình đội trên đầu á làm rất là lâu, phải chuốt cây rồi để từng lên đó quý vị. Từng cái tre nhỏ lên thì mới thành một cái nón lá. Bây giờ sức yếu tuổi già, bà cũng không có làm ra được một cái nón nào cả quý vị. Mắt bà đã mờ rồi đó quý vị. Mắt bà mờ kém rồi nên bà không có làm được nữa. Nên đến trao tặng món quà yêu thương dùm cho hai chị. Rất là ấm áp tình yêu thương. Những công đức lành ngày hôm nay ở hiện tại cũng giống như trong tương lai. Em muốn cầu chúc cho gia đình của hai chị
lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nhiều sức khỏe bình an để chia sẻ nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống này. Còn bác Hạnh, quý vị ơi, trong một cái căn nhà nho nhỏ, tóc đã bạc hai màu, một lần nữa em xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của hai chị rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả yêu thương đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để xem qua đoạn video ngắn này của em Út Khờ nha mọi người. Em Út xin chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, lúc nào cũng vui và hạnh phúc, chia sẻ tình thương trong kiếp vô thường này, mùa dịch bệnh mà nhận được cái món quà yêu thương của hai chị trao tặng rất là ấm áp.